học học chậm á. Sau cái học ở chùa một tuần, học một buổi thì một tuần mình học 3 buổi, như vậy thì học học rất là nhàn, học rất là thoải mái, được học đều đặn hơn, học thường xuyên hơn, mình cảm thấy bài học nó dễ hơn. Rồi mời cô Phước Duyên đi tới giờ đó. Dạ, đã đến giờ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Kính chào tất cả quý vị học viên. Đã đến giờ vào lớp, xin mời tất cả quý vị trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay. Kính mời chị Tịnh Hạnh đọc tụng thời kinh này. Xin kính mời chị. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con xin thay mặt các cô chú học viên trong râm chúng tôi bảo. Sage kame cha ru be ge ri si tha ra ta te chan ta li khe vi ma ne ni pe ra phe cha ga me ta ru wa na ga ha ne ge ha wa thum hi khe te phom ma cha yan to de wa cha la tha la vi sa me ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang Muni vara vachanam sa thavo me so nan tu thamma savana kalo ayam paranta thamma savana kalo ayam paranta thamma savana kalo ayam paranta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranam gacchami dhammang saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi Buddhang saranam gacchami dutiyampi dhammang saranam gacchami dutiyampi sanghang saranam gacchami tatiyampi Buddhang saranam gacchami tatiyampi dhammang saranam gacchami tatiyampi sanghang saranam gacchami iti viso bhagavā arahaṃ sammā sambuddho viccacarana sampanno sugato lokavido anuttaro buddhisa dhamma sarathi sathāne Vamanusanam Buddho Bhagavati Nati Me Saranam Anyam Buddho Me Saranam Varang Etena Sacha Vachena Hotu Me Jaya Mangalam Uttamangena Vandeham Badapam Stongvaruttamam Bodhe Yokhalito Doso Buddho Kamatutam Swakato Bhagavata Dhammo Sannidhiko Akariko Ehi Basiko Oppanayiko Pajatang Veditakpo Vinyo Hiti Nati Me Saranam Anyam Dhammo Me Saranam Varang Etena Sacha Vachena Hotu Me Jaya Mangalam Uttamangena Vandeham Thamman chadui tham varang tham me yo khali to do so tham mo khamatu tang mamang So bati ban no phangavato sa waka sang kho Ucho bati ban no phangavato sa waka sang kho Nyaya bati ban no phangavato sa waka sang kho Sami chi bati Ban no phangavato sa waka sang kho yadi dang chattari purisa yogani atha purisa mokala esa phangavato sa waka sang kho ahunai yo bahunai yo rakhinai yo anchali karani yo anuataram bonya khetam loka sati nathi me saranam anyam sang kho me saranam varang etena sacha
che na ho thu me cha ya mang ga lang bu ta mang ge na wan de hang sang khan chan du ve tha ta mang sang khe yo kha li do do so sang kho kham tu tang mang wan da mi che thi yang sa pang sa pa tha ne so pa te thi tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo thing bo tha ru pang sa ka lang sa da sam bo the a tha ve san cha do da san cha sa ha sa ke pang cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha dare na na ma mi hang na ma ka nu pa we na han to sa pe u pa ta we ane ka antara ya pe we na san to se sa to sam bo the pan cha pan ya san cha cha to we sa ki sa ha sa ke ta sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ham te sam tham man cha sam khan cha da re na na ma mi ham na ma ka ra nu pa we na han to sa pe u pa ta we ane ka antara ya pi we na san to se sa to sam bo the na wa ta ra sa te a tha ja ta li sa sa ha sa ke we sa pi sa ta sa ha sa ni na ma mi se ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pa we na han to sa pe u pa ta we ane ka antara ya pi we na san to se sa to sa pe po ra thi ma ya ni sa ya sa ta a we ra su ki han to sa pe po porathi ma ya anudi sa ya sa ta ave ra sukhi han to sa pe dakhina yadi sa ya sa ta ave ra sukhi han to sa pe dakhina ya anudi sa ya sa ta ave ra sukhi han to sa pe pachi ma yadi sa ya sa ta ave ra sukhi han to sa pe pachi ma ya anudi sa ya sa ta ave ra sukhi han to sa pe o tara ya di sa ya sa ta ave ra sukhi han to sa pe o tara ya anu di sa ya sa ta ave ra sukhi han to sa pe o pari ma ya di sa ya sa ta ave ra sukhi han to sa pe he thi ma ya di sa ya sa ta ave ra sukhi han to sa pe sa ta ave ra han tu sukhi ta han tu nitto kha han tu apya pa cha han tu anikha han tu nikha yoga han tu ayoga han tu sambhati hi same chan tu sukhi atanam pariharan tu dukha pa ta cha nitto kha pa ya pa ta cha ni pha ya so ka pa ta cha ni so ka sate divani no akasa tha japamma thani vanagama hitika punyam no anumodan tu chiram rakhantu sasanam akasa tha japamma thani vanagama hitika punyam no anumodan tu chiram rakhantu no garo akasa tha japamma thani vanagama hitika punyam no anumodantu chiram rakhantu nyatayo akasa tha japamma thani vanagama hitika punyam no anumodantu chiram rakhantu panino akasa tha japamma thani vanagama hitika punyam no anumodam tu chiram rakhantu no sada idam vatano punyam asavakkhaya vaham hotu anagati kale sadhu 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 sadhu. Dạ thầy Kinh Tâm Bảo đã xong ạ. À.
Xin kính mời sư lên lớp để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Xin kính mời sư. Chúng con xin kính đảnh lễ sư ạ. Xin chào. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Xin chào lớp. Giờ hôm nay chúng ta phần bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học phần đàm thoại trước. Sau đó chúng ta sẽ học phần chia thị hiện tại của động từ DCT. Rồi nếu phần còn phần thời gian còn lại thì chúng ta tập đọc phần bài tập rồi phần từ vựng của một số danh từ chỉ ngàn nghiệp. Giờ trước tiên thì phần đàm thoại trước đi. Phần đàm thoại trước. Phần đàm thoại này sư có chỉnh sửa một tí, thêm một tí so với trong sách mà các tử mình đang có. Nếu cần thì mình chép thêm gì đó thì chép vào, còn không thì học thêm học trong trong sách thôi. Còn ở đây sư chép thêm một tí, thêm tí cho đầy đủ hơn để mình đàm thoại nó có đầy đủ hơn. Rồi thay từ chào hỏi để cho nó có sáng trưa chiều tối gì đó để cho các tử mình tập nói cho nó đầy đủ. Rồi bây giờ nghe đọc rồi sau đó đọc theo ha. Suparati Naga, Suparati Tisa, Idani Kinh Tui Hằng Sip Bang, Idani Kinh Tui Hằng Sip Bang, Ahang Acharyo Homi, Ahang Acharyo Homi, Kathanja Toan, Ahang Vanicho Homi, Ahang Vanicho Homi, Aho Sundarang, Aho Sundarang, Suparati Naga, Suparati Nagisa, Ida Idani kinh tùy hằng xếp bằng, Idani kinh tùy hằng xếp bằng, Ahang Acharyo Homi, Ahang Acharyo Homi, Kathanja Toan, Ahang Vanicho Homi, Ahang Vanicho Homi, Aho Sundarang, Aho Sundarang. Rồi nghe đọc lại lần nữa ha. Suparati Naga, Suparati Tisa, Idani Kinh Tui Hằng Xếp Bằng, Idani Kinh Tui Hằng Xếp Bằng, Ahang Acharyo Homi, Ahang Acharyo Homi, Kathanja Toan, Ahang Vanicho Homi, Ahang Vanicho Homi, Aho Sundarang, Aho Sundarang. Rồi nghe lại lần nữa. Suparati Naga, Suparati Tisa, Idani Kinh Tui Hằng Xếp Bằng, Idani Kinh Tui Hằng Xếp Bằng, Ahang Acharyo Homi, Ahang Acharyo Homi, Kathanja Toan, Ahang Vanicho Homi, Ahang Vanicho Homi, Aho Sundarang. Rồi lần nữa ha. Suparati Naga, Suparati Tisa, Idani Kinh Tui Hằng Xếp Bằng, Ahang Acharyo Homi, Kathanja Toan, Ahang Vanicho Homi, Aho Sundarang. Rồi đó là phần đàm thoại.
Thần đàm thoại hỏi về nghề nghiệp này, đúng ra mình cũng sử dụng hai người, nhưng mà bây giờ ở đây thì thôi cứ một người đọc ha, một người đọc để mình tập đọc. Phần đàm thoại này chủ yếu là cũng để tập đọc, để cho các tử mình đọc cho quen các từ ngữ Pali thôi. Cho nên ở đây một người mình cứ tập đọc để làm quen với các tập đọc từ ngữ Pali. Yeah. Rồi bây giờ ai đọc được mình giơ tay lên. Ai đọc được mình giơ tay lên để mình tập đọc ha. Anh Cát Khánh có ở trên lớp học hay không à? Dạ có hả sư. Rồi anh Cát Khánh mời các tử đọc giúp sư. Dạ, xin mời cô Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Rồi. Parati Naga Sufarati Tisa Idani King Tuy Hằng Sipang Ahang Achari vì vô hồ bí các thằng trà toàn á hằng qua ní chồ hồ mí á hồ xuân đá rằng. Dạ con xin hết ạ. Cái câu na gá nó cắt thành trà toàn ha, cái câu đó cắt thành trà toàn, cái câu đó cắt thành trà toàn. Dạ, cắt thành trà toàn. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ con xin sư cô Liên Diệu ạ. Dạ môn Phật, thưa sư con đọc ạ. Suparati naga suparati tisa idani kim tuy hằng sip bằng ahang achariyo homi các thành cha toàn ahang và đi cho homi aho sundarang. Dạ con xin hết ạ. Rồi tốt, đọc rất tốt. Dạ xin mời cô Dự Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Suparati naga Suparati tisa Idani kinh tuy hằng xếp bằng Ahang achariyo homi Tát thành chát toàn Ahang wa nicho homi Aho sung đá rằng. Con xin hết ạ. Rồi, tốt. Sư ơi, cho con nói coi cái ở trên Suparati đó để xin chào buổi tối thiếu cái chữ chào hả sư? Nói mình thánh đến lại. Để sư viết thêm. Rồi đọc đi, cứ đọc đi. Dạ, để xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Suparati naga Suparati tisa Idani king tuy ham sipang Aham achariyo homi Ka thanh chắc toàn Aham va niyo homi Aho sudarang. Qua ní chù ha, cái chữ đó mình đọc là chù, qua ní chù hồ mí, đừng đọc qua ní vô, á hàm qua ní chù hồ mí, á hồ xuất đá rằng. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Suparati naga Suparati tisa Idani king tuy hang sipang Ahang achariyo homi Ka thanh cha toàn Ahang vanicho homi Aho sondarang. Sư sư xin thất ạ. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Suparati naga Suparati tisa Idani king tuy hằng sipang Ahang achaniyo homi Ka thanh cha toàn Ahang vaniyo homi Vanicho A hằng và ni cho hồ mi. Dạ. A hồ sundarang. Dạ thưa sư con xin hết. Rồi, có. Xin mời Phật tử Thanh Trà.
Thưa sư, con xin đọc ạ. Suparati naga suparati tissa idani kinti hằng sipang ahang acharyo homi ka thành cha toàn ahang vanicho homi aho sundarang. Con xin hiểu. Rồi, giỏi. Dạ, xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Suparati naga suparati tissa idang kinh tuy hằng sức bằng ahang acharyo homi kathang cha toàn ahang vanicho homi vanicho homi aho sudarang. Dạ, con xin cảm ơn con hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc. Suparati naga suparati tisa idani kin tihan sipan aham acharyo homi kathan chattawan aham vanicho homi aho sundarang. Dạ, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Đức Minh Nghệ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Suparati naga suparati tissa idani kin tuy hằng sip bằng ahang acharyo homi kathan chattawan ahang vanicho homi aho sundarang. Dạ, thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ, cho con xin đọc ạ. Suparati naga suparati tisa idani kinh tuy hằng sipang ahang achari johomi kathang cha toàn ahang vanijo homi aho sutra rằng. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Suparati naga suparati tissa idani king tuy hằng sipang ahang acharyo homi kathancha tuang ahang vanicho homi aho sundarang. Dạ, bà sư, con hết ạ. Xin mời Phật tử Trần Thị Thanh Thảo ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Suparati naga suparati tissa adani kim ti ham sipam aham acharyo homi kathacha tuam aham vanicho homi aho sundaram. Dạ, con xin hết ạ sư. Xin mời sư cô Tánh Biểu Hiện ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Suparati naga suparati tissa idani kin tuy hằng sipang ahang ạ ahang a chariyo hồ mi kết hành cha toàn ahang và ni yo hồ mi aho sun đa rằng. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Dạ, con đọc trong sách thưa sư. Su bằng ba hồ su bằng idani kinh tuy hằng si bằng ahang akariyo homi aho suda rằng. Dạ, xin hết. Dạ, anh sư trình chiếu lại cái màn hình cho mọi người thấy.
thấy chưa anh? Dạ, dạ thấy rồi sư. Rồi, rồi. Dạ, xin mời Phật tử từ tịnh ạ. Dạ, dạ. Suvarati naga suvarati tissa idani kiến tuy hằng si bằng ahang achariyo homi kathan chatang ahang guanicho homi aho sundarang. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Mai Châu. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Suvarati naga suvarati tissa y đằng na kinh tuy hàm si bằng a hằng đồ hồ mỹ ca cha tha toàn a hằng quan ni chô hồ mỹ ca tha cha toàn a hằng quan ni chô hồ mỹ a hồ sundara. Xin hết ạ. Xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Suparati naga suparati tisa idani kim tui hang sipang ahang achariyo homi kantacha tuam ahang vanicho homi ahu sun darang. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Suparati naga suparati tissa adani kim tuhang sipang ahang acharyo homi katan chatang ahang warijo homi aho sutera. Dạ thưa sư nói. Rồi, xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ, con xin đọc ạ. Suparati naga suparati tissa idani kinti hang sipang ahang achasi jo homi kathang chatwang ahang van jo homi aho sundaram. Con xin đọc. Rồi, tao. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Suparati naga suparati tissa idani kinh thứ hai sipang ahan acariyo homi các thanh chá toàn ahan vanicho homi aho sundarang. Dạ con xin hết nhà sư. Dạ tạm. Dạ xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Suparati naga suparati tissa ida nikin tuy hằng sip bằng ahang achariyo homi kathang chatwang ahang vanicho homi aho sunda rằng. Con xin hiểu dạ. À, đó. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi, nếu mà hết rồi thì nghe đọc lại ha. Phần lớn là tương đối là đọc khá tốt, nó có tiến bộ rất nhanh. À, phần lớn là đã đọc được tốt. Và bây giờ nghe đọc lại. Suparati naga suparati tisa idani kinh tuy hằng sipang ahang achariyo homi kathang chatwang ahang vanicho homi aho sundarang. Suparati naga suparati tissa idani kinh tuy hằng sipang ahang achariyo homi kathang chatwang ahang vanicho homi aho sundarang. Rồi bây giờ chúng ta học một số, đọc một số danh từ chỉ nghề nghiệp ha, số danh từ chỉ nghề nghiệp, một số danh từ những nghề nghiệp này ở trong bài học.
Đây. Lớp có nhìn thấy hay không à? Dạ, có. Rồi, đây mình có 8 danh từ tiêu biểu chỉ nghề nghiệp ha. Có chữ Acharyo là thầy giáo nè, Vichyo là bác sĩ nè, Ilanupathaka là y tá nè, Wanicho là doanh nhân nè, Itakaro là hòa sĩ nè, Gayako là ca sĩ nè, Tunawayo là thợ may nè, Kasako là nông dân nè. Giờ nghe đọc ha. Acharyo, 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 Vichyo, Vichyo, Vichyo. Rồi nghe đọc cái đi, nghe đọc rừng nát ha, đọc theo ha. Rừng nát ha đọc. Ilanupathaka, 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 Vanichu, 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 Chitakaro, Chitakaro, Gayako, Gayako, Tunawayo, 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 Kasako, Kasako, Kasako. Rồi nghe lại lần nữa ha. Acharyo, Vichyo, Ilanupathaka, Vanichyo, Chitakaro, Gayako, Tunawayo, Kasako. Rồi lần nữa. Acharyo, Vichyo, Ilanupathaka, Vanichyo, Chitakaro, Gayako, Tunawayo, Kasako. Rồi giờ ai đọc được giơ tay lên. Mình có 8 từ chỉ nghề nghiệp tiêu biểu. Rồi anh các khách mời mình sư đi. Mời các tử tập đọc các từ chỉ nghề nghiệp này giúp sư. Dạ, xin mời cô Dự Bảo. Dạ, con xin đọc. Acharyo, Vichyo, Ilanupathaka, Vanichyo, Chitakaro, Gayako, Tunawayo, Kasako. Con xin hết ạ. Rồi, tốt. Dạ, xin mời Phật tử Trần Thị Thanh Thảo ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Acharyo, Vichyo, Ilanupathaka, Vanichyo, Chitakaro, Gayako, Tunawayo, Kasako. Rồi, tạm. Xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ, con xin đọc ạ. Acharyo, Vichyo, Ilanupathaka, Vanichyo, Chitakaro, Gayako, Tunawayo, Kasako. Con xin hết ạ. Xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Nam mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Acharyo, Vichyo, Ilanupathaka, Ilanupathaka, Vanichyo, Chitakaro, Chitakaro, Gayako, Tunawayo, Kasako. Dạ, con xin hết ạ. Rồi, đó. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Acharyo, Vichyo, Ilanupathaka, Vanichyo, Chitakaro, Gayako,
Tunawayo Kasako. Dạ con xin hết ạ. Rồi tạm. Dạ xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. À Kariyo Weyo Gilap Gilanubataka Waniyo Chitakaro Gayako Tunawayo Kasako. Dạ thưa sư con xin hết. Rồi. Xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ con xin đọc ạ. Acharyo Vicho Gilanubataka Waniyo Chitakaro Gayako Tunawayo Kasako. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Acharyo Vicho Gilanubataka Waniyo Chitakaro Gayako Tunawayo Kasako. Dạ con xin hết ạ. Xin mời sư cô tánh biểu hiện ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Acharyo Vicho Gilanubataka Waniyo Waniyo Chitakaro Gayako Tunawayo Kasako. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin đọc. Acharyo Vicho Gilanubataka Waniyo Chitakaro Waniyo Waniyo Chitakaro Gayako Tunawayo Kasako. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Acharyo Vicho Gilanubataka 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 Waniyo Chitakaro Gayako Tunawayo Kasako. Dạ bà sư hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Acharyo Vicho Gilanubataka Waniyo Chitakaro Gayako Tunawayo Kasako. Kasako con xin hiểu ạ. Rồi, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư con xin đọc ạ. Acharyo Vicho Gilanubataka Waniyo Gilanubataka Gilanubataka Waniyo 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 Chitakaro 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 Karo đọc lại Chitakaro Gayako Tunawayo Kasako. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Acharyo Vicho Gilanubataka Waniyo Chitakaro Yakaro Gayako 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 Tunawayo Kasako. Dạ xin hết.
Di la rupa. Dạ, xin mời học phẩm thanh tà. Paka. Vaniyo. Vaniyo. Chitta karo. Chitta karo. Chitta karo. Dạ, dạ, dạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. À. Achari yo vecho yi lanupathaka vanicho chitta karo yayako tunna wayo kasako. Con xin hãy đọc. Giỏi ha. Chúng ta này đọc rất là rõ, đọc rất là tốt. Giỏi mất. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Dạ, bạch sư con đọc. Acharyo Vicho Gilanupathaka Vanicho Chittakaro Gayako Tunawayo Kasako. Con xin hết. À. Xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Acharyo Vicho Gilanupathaka Vanicho Chittakaro Gayako Tunawayo Kasako. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Dạ. Xin mời Phật tử Đức Minh Nghệ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Acharyo Vicho Gilanupathaka Vanicho Chittakaro Gayako Tunawayo Kasako. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Karuna Hải ạ. Xin sư con đọc ạ. Acharyo Vicho Gilanupathaka Vanicho Chittakaro Gayako Tunawayo Kasako. Dạ con hết ạ. À, tốt. Dạ, xin mời Phật tử Long Liễu Thâm Má Nanh Đi ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Achariyo Vicho Gilanupathaka Thaka Vanicho Chittakaro Gayako Tunawayo Kasako. Con xin hết ạ. Mời Phật tử mang cái lá nành đi ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Acharyo Vicho 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 Gilanupathaka Vanicho 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 Vanicho. Chittakaro Gayako Tunawayo Kasako. Dạ con xin hết. Xin mời tử Phạm Tịnh Hảo. Phạm Tịnh Thảo. Dạ sư con xin đọc ạ. Acharyo Vicho Gilanupathaka Vanicho Chittakaro Gayako Tunawayo Kasako. Dạ sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Phật nghe tắt này. Acharyo Vicho Gilanupathaka Vanicho Chittakaro Gayako Tunawayo Kasako.
Dạ thưa sư, con đọc con xin hết ạ. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Trần Đáng Nguyệt ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Acharyo vecho vi la lupathaka vanicho cittakalo gayako tuna vayo kasako. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Acharyo vecho kitlanupataka vanicho cittakaro gayako tunavayo kasako. Dạ, con xin hết. Dạ. Xin mời Phật tử Trần Quang Điền ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Acharyo vecho kitlanupataka vanicho cittakaro gayako tunavayo kasako. Dạ con xin hết nhà sư. À, tạo. Dạ, con Phật tử nào muốn đọc đúng không ạ? Rồi, nếu mà hết rồi nghe đọc lại ha. Acharyo là thầy giáo, Vecho là bác sĩ, Gilanupathaka là y tá, Vanicho là doanh nhân, Cittakaro là hòa sĩ, Gayako là ca sĩ, Tundavayo là thợ may, Kasako là nông dân. Rồi nghe lại lần nữa ha. Acharyo Vecho Gilanupathaka Vanicho Cittakaro Gayako Tunavayo Kasako. Rồi bây giờ chúng ta xem trả lại phần bản kia ha. Bản kia của động từ ở thì hiện tại, của động từ DC tí. Hôm trước mình học một dạng mà động từ ở dạng pejati, tức là dạng bằng ác. Thì hôm nay mình học cũng là thì hiện tại, nhưng mà nó ở dạng bằng e. À, ở dạng bằng e. Ờ, bằng e. Ở đây sư Vân viết ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba rồi. Giờ viết thêm vào ha. Ngồi thứ nhất, ngồi thứ hai để cho các bạn dễ chia. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba. Người thứ nhất. Giờ để gì cắt tử mình có nhớ hay không à? Nói người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba có nhớ không? Dạ thưa nhớ sư. Dạ thưa nhớ sư. À nhớ rồi ha, khỏi viết chữ ha. Tại dạ. Cái chữ thể dĩ cái ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng ở đây là dịch theo chữ Bali. Còn mình nói ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba là nói theo tiếng Anh. À, dạ. Nên sư vẫn giữ cái chữ gốc của nó là tại vì mình giữ theo cái chữ Bali, nhưng mà theo cái hiện đại bây giờ thì mình xài theo tiếng Anh hết rồi. Dạ. Nên mình lấy theo chữ tiếng Anh như vậy. Dạ. Bây giờ sư chia trước ha, rồi sau đó mời lớp chia. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít A Hàng Đề Xê Mí. Số nhiều mấy gian đê xê mát. Ngôi thứ hai số ít toàn đê xê xí. Số nhiều tôm hê đê xê thác. Ngôi thứ ba số ít
tum he de se si số nhiều t ngồi thứ ba số ít so de se si số nhiều t de sen tí à chỉ lại ha chỉ lại ngồi thứ nhất số ít a hang de se mi số nhiều mấy văn de se má ngồi thứ hai số ít toàn de se si số nhiều tum he de se thá ngồi thứ ba số ít so de se tí số nhiều t d sen tí rồi lần nữa ha ngồi thứ nhất số ít a hằng d c mí số nhiều mấy văn d c má ngồi thứ hai số ít toàn d c xí số nhiều tôm hê d c thác ngồi thứ ba số ít so d c tí số nhiều t d sen tí rồi lần nữa ngồi thứ nhất số ít a hằng d c mí số nhiều mấy văn d c má ngồi thứ hai số ít toàn d c xí số nhiều tôm hê d c phá ngồi thứ ba số ít toàn d c tí số nhiều t d c tí thì đó là bảng chia của động từ d c tí rồi sau này chúng ta gặp các động từ nào tận cùng bằng e ở thời hiện tại thì nó sẽ chia giống như cái động từ này nó sẽ chia giống như cái động từ này. Bây giờ chúng ta tập chia động từ này trước. Bây giờ ai chia được thì giơ tay lên tập chia ha. Tập chia trước. Bây giờ mình chia cái bảng tóm tắt đi ha. Thay vì chia cái bảng người ta chia đầy đủ, mình tập chia cái bảng tóm tắt đi để cho nó quen. Đây, tập chia cái bảng này ha. Tập chia cái bảng này để làm quen. Rồi ai chia được giơ tay lên ha. Chia được giơ tay lên anh Cát Khánh mời em xin đi. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, dạ bạch sư con xin chia. Ngôi thứ nhất số ít D C mí. Số nhiều D. Con xin chia lại ạ. Thưa sư con xin chia lại. Ngôi thứ nhất số ít A hằng D C mí. Số nhiều má dăng D C má. Ngôi thứ hai số ít toàn D C xí. Có nhiều tâm hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít xô đê xê tí. Số nhiều tê đê xên tí. Dạ con xin hết đã. À đúng rồi đó. Biết ghép như vậy tức là các tử mình đã hiểu. Và khi mình đã hiểu một động từ rồi, bất cứ động từ nào sau này tận cùng bằng bằng e như vậy thì chúng ta đều chia được hết. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ mô Phật thưa sư con đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít a hằng đề xê mi. Số nhiều ma dăng đề xê ma. Ngôi thứ hai số ít toàn đề xê xí, số nhiều tâm hề đề xê tha. Ngôi thứ ba số ít số đề xê tí, số nhiều tê đề xèn tí. Dạ con xin hết. Rồi, không. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bà sư con xin chia. Ngôi thứ nhất số ít á hằng đề xê mí, số nhiều má dân đề xê má. Ngôi thứ hai số ít toàn d c xí, số nhiều tum hê d c thá. Ngôi thứ ba số ít so d c tí, số nhiều t d sen tí. Dạ bà sư hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư con xin chia. Ngôi thứ nhất số ít á hang đê xê mí, số nhiều má giang đê xê má. Ngôi thứ hai số ít toàn đê xê xí, số nhiều tùm hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít xô đê xê tí, số nhiều tê đê xem tí. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời cô Dì Bảo ạ.
Dạ con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít A hằng đê xê mí, số nhiều má văn đê xê má. Ngôi thứ hai số ít văn đê xê xí, số nhiều tôm hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít sô đê xê tí, số nhiều tê đê sen tí. Con xin hết. Ừ, mang ra lá nên đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít A hằng đê xê mí, số nhiều ma văn đê xê má. Ngôi thứ hai số ít toàn đê xê xí, số nhiều đê xê tôm hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít sô đê xê tí, số nhiều tê đê xê đê xen tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít A hằng đê xê mi, số nhiều ma yang đê xê ma. Ngôi thứ hai số ít toàn đê xê xí, số nhiều tung hề đê xê tha. Ngôi thứ ba số ít sô đê xê tí, số nhiều tê đê xên tí. Con xin hệ dạng. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít A hàn đê xê mí, số nhiều má gian đê xê má. Ngôi thứ hai số ít toàn đê xê xí, số nhiều tôm hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít sô đê xê tí, số nhiều tê đê xê tí. Dạ con xin hết nha. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ đê xê tí ạ. Ngôi thứ nhất số ít Á hằng đê xê mí, số nhiều mai văn đê xê má. Ngôi thứ hai số ít toàn đê xê xí, số nhiều tôm hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít sô đê xê tí, số nhiều đê sen tí. Dạ thưa hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phương Tây ạ. Dạ con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít A hằng đê xê mí, số nhiều mấy văn đê xê má. Ngôi thứ hai số ít tay quanh đê xê xí, số nhiều tung hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít sô đê xê tí, số nhiều tê đê xê tí. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít A hằng đề xê mí, số nhiều má dần đề xê má. Ngôi thứ hai số ít toàn đề xê tí, số nhiều tham hề đề xê thá. Ngôi thứ ba số ít sô đề xê tí, số nhiều thê đề xê tí. Dạ con xin hát. Xin mời sư cô tán biểu hiện. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít A hằng đê xê mí, số nhiều là má văn đê xê má. Ngôi thứ hai số ít là toàn đê xê xí, số nhiều là tum hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít là sô đê xê tí, số nhiều là tê đê sen tí. Dạ con xin hết ạ. Rồi, xin mời Phật tử Sao Uyên. Dạ thưa sư, con xin chia động từ đê xê tí thì hiện tại ngôi thứ nhất số ít là Á hăng đê xê mí, số nhiều là má văn đê xê má. Ngôi thứ hai thân đê xê xí, số nhiều là tum hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít là sô đê xê tí, số nhiều là thi đi xem tí. Dạ, dạ con xưa hết ạ. Rồi, xin mời Phật tử Caro Né Hải.
sư con đọc. Ngôi thứ nhất số ít, a hằng đề xê mi. Số nhiều, ma yang đề xê ma. Ngôi thứ hai số ít, toang đề xê xí. Số nhiều, tum hê đề xê tha. Ngôi thứ ba số ít, so đề xê tí. Số nhiều, tê đề xê tí. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh ạ. Dạ, bà sư, con chia động từ decenti thì hiện tại. Ngôi thứ nhất số ít, a hằng đê xê mí. Ngôi thứ nhất số nhiều, má dăng đê xê má. Ngôi thứ hai số ít, toàn đê xê xí. Ngôi thứ hai số nhiều, tum hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít, so đê sen tí. Ngôi thứ ba số nhiều, ti đê sen tí. Con mình xin đọc hết một lần thôi. Đọc ngôi thứ nhất a hằng, ngôi thứ nhất số ít a hằng đê xê mí, số nhiều mới dăng đê xê mát. Đọc một lần vậy thôi, không lặp lại hai lần ha. Rồi mọi người tiếp theo. Mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ, thưa sư, con đọc ạ. Con chia động từ đê xê tí ở ngôi thứ nhất số ít, á hăng đê xê mí. Ở ngôi số nhiều, má chăng xê đê xê nặng má. Ở ngôi thứ hai số ít là toan đê xê xí. Ở ngôi số nhiều, tum hê đê xê thá. Ở ngôi thứ ba số ít là sô đê xê tí. Số nhiều là tê đê sen tí. Dạ con xin hết ạ. Rồi tốt. Xin mời Phật tử Trần Thị Thanh Thảo. À, con xin chia ạ. Ngôi thứ nhất số ít, a hằng đề xê mí. Số nhiều, má dằn đề xê ná. Ngôi thứ hai số ít, tập quan đề xê xí. Số nhiều, tung hề đề xê há. Ngôi số ba số ít, số đề xê tí. Số nhiều là tê đề xanh tí. Con xin hết ạ. Rồi, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin chia động từ đê xê tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất số ít, á hằng đê xê mí. Số nhiều, má dăng đê xê má. Ngôi thứ hai số ít, toàn đê xê xí. Số nhiều, tâm hê đê xê thác. Ngôi thứ ba số ít, số đề xê tí. Số nhiều, tê đề xê tí. Đề, số nhiều, tê đề xê tí. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp. Dạ, rồi, giờ con xin lỗi, con quên bấm mic nè. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Á hăng đê xê mí, má dăng đê xê má. Số nhiều là má dăng đê xê má. Ngôi thứ hai số ít là trăng đê xê xí. Số nhiều là tung hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít là sô đê xê tí. Số nhiều là tê đê sen tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít, á hâm đê xê mí. Má giang số nhiều, má giang đê xê má. Ngôi thứ hai số ít, toàn đê xê xí. Số nhiều là tum hê đê xê thá. Ngôi thứ ba số ít, sô đê xê tí.
số nhì là T, D, xem tí. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít A Hằng Đế Xem Mí, số nhiều Ma Văn Đế Xem Má. Ngôi thứ hai số ít Tân Đế Xê Xí, số nhiều Tôm Hê Đế Xê Tháp. Ngôi thứ ba số ít Sô Đế Xê Tí, số nhiều Đê Đế Xem Tí. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Long Liễu Tham Mái Nành Đi. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít A Hàm Đê Xê Mí, số nhiều Má Dâm Đê Xê Má. Ngôi thứ hai số ít Toam Đê Xê Xí, số nhiều Tum Hê Đê Xê Thá. Ngôi thứ ba số ít Sô Đê Xê Tí, số nhiều Tê Đê Xen Tí. Con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào cũng phát biểu không ạ? Rồi, nếu mà hết rồi thì mình chuyển sang. Bây giờ đọc được hết rồi, sẽ không cần phải đọc lại nữa. Bây giờ chuyển sang đọc phần bài tập ha. Đọc bài tập để ngày mai chúng ta sửa, để hôm thứ năm chúng ta sửa bài tập. Bài tập giờ đọc 5 câu bài tập phần Bali. 5 câu bài tập để sư đưa cho nó về một trang cho nó dễ đọc ha. Đây 5 câu bài tập. 5 câu bài tập là sư đọc trước ha, sau đó mời lớp đọc. Bây giờ mình qua tới bài số 5 rồi cho nên câu nó dài dài một tí ha. Câu dài dài một tí, giờ nghe đọc rồi sau đó. Câu dài thôi, còn từ ngữ thì vẫn các từ mà mình đã học rồi, quen thuộc trong từ vựng đã có hết rồi. Chỉ là câu dài tí tại mình học bài đến bài số 5 rồi, nay là hơi nhiều rồi. Câu dài tí thôi nhưng từ vựng thì cũng đã học xong hết rồi. Giờ nghe đọc rồi sau đó chúng ta tập đọc cho quen. Giờ mình tập đọc từ dài dài, câu dài dài cho quen ha. Giờ nghe đọc. Siddhartha Raja Kumaro Pappajati. Siddhartha Raja Kumaro Pappajati. Phupala Brahmane Apunhang Nimantenti. Phupala Brahmane Apunhang Nimantenti. Có ba Raja Kumaro Gehang Achawasati. Raja Kumaro Gehang Achawasati. Có bốn Tùm Hà Càng Rai Chấp Phú Tô Phú Thù Phá Quý Sơ Tí. Tùm Hà Càng Rai Chấp Phú Tô Phú Thù Phá Quý Sơ Tí. Câu 5 Rai Chấp Phú Mà Rô Bà Đăng Tháp Bê Tí. Rai Chấp Phú Mà Rô Bà Đăng Tháp Bê Tí. Rồi nghe đọc lại. Sĩ Thật Thá Rai Chấp Phú Mà Rô Bà Bà Chá Tí. Sĩ Thật Thá Rai Chấp Phú Mà Rô Bà Bà Chá Tí. Câu 2 Pupala Brahmane Apunhang Nimantenti. Pupala Brahmane Apunhang Nimantenti. Câu 3 Raja Kumaro Gehang Achawasati. Raja Kumaro Gehang Achawasati. Câu 4 Tum Ha Kang Raja Puto Puto Pawisati. Tum Ha Kang Raja Puto Puto Pawisati. Câu 5 Raja Kumaro Padang Thapeti. Raja Kumaro Padang Thapeti. Rồi nghe đọc lại lần nữa. Siddhartha Raja Kumaro Pappajati. Phupala Brahmane Apunhang Nimantenti. Raja Kumaro Gehang Achawasati. Tumhakang Raja Puto Puto Pawisati. Raja Kumaro Padang Thapeti. Rồi đó là 5 câu bài tập. Giờ ai đọc được giơ tay lên. Ai đọc được giơ tay lên để chúng ta đọc 5 câu bài tập này. Rồi anh Cát Khánh mời giúp sư để các Phật tử đọc 5 câu bài tập này. Dạ, sư cái câu số 4 là Phá Ví Sa Tí hay Phá Bá Tí sư? Phá Bá Tí à? Phá Bá Tí. Phá Bá Tí, dạ. Rồi, dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ.
Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sitatta raja kumaro papati upala upala brahmane afinhang ni matanti raja kumaro gehang aja wasati tum khakang raja utto butto papati raja kumaro padang tháp bệt tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Quên bật mi gì? Dạ dạ mô Phật, thưa sư con quên bật mi. Dạ, nãy giờ con đọc. Dạ mô Phật, con xin đọc lại. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Pupala Brahmane Abhinhang Dimantenti Raja Kumaro Gehang Ashavasati Tâm Hà Căng Raja Putho Putho Pavrati Raja Kumaro Da Padang Thapeti. Rồi. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Pupala Ramane Apinhang Nimang Penti Raja Kumaro Gehang Acha Wasati Tumha Kang Raja Putto Putto Pawati Raja Kumaro Badang Thapeti. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Phupala Ramane Afinhang Nimantenti Raja Kumaro Gehang Acha Wasati Tumha Kang Raja Putto Raja Putto Putto Fawati Raja Kumaro Padang Thabeti. Dạ con xin hát. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Pupala Ramane Abhinhang Nimantenti Raja Kumaro Gehang Acha Vasati Tumhakang Raja Putto Putto Bhavati Raja Kumaro Padang Thapeti. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Pupala Brahmane Afinhang Nimantenti Raja Kumaro Gehang Acha Wasati Tum Hà Căng Raja Putto Putto Phawati Raja Kumaro Padang Tha Pê Tị. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Pupala Ramane Afihang Nimantanti Raja Nimantanti Raja Kumaro Gehang Akcha Wasati Tumha Kang Raja Putto Putto Wa Fawati Raja Kumaro Padang Thapeti
Sư sư xin hết. Rồi. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư cô xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro Bappachati Bubala Ramane Abhihan Limantanti Rajakumaro Gehan Adhawasati Tumhaken Rajaputo Butto Bawati Rajakumaro Paden Thapeti. Dạ con xin hết nha. À, dạ. Xin mời sư cô tánh biểu hiện ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Pubala Ramane Afinhan Nimanteti Raja Kumaro Gehan Acha Vasati Tumha Kang Raja Putto Putho Favati Raja Trá Kumaro Ba Đăng Tha Bê Tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Bhagavati Pupala Ramane Ahishan Nidmantanti Raja Kumaro Gekham Ajaha Vasati Tumha Khang Rajak Puto Puto Pagvati Rajak Kumagro Padang Thakbeti. Dạ xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư con đọc ạ. Thích Thapha Rajak Kumagro Pagvati Upala Ramane Apinhang Nimantenti Raja Kumaro Gehang Akcha Vasati Tumhakang Raja Puto Butho Pawati Raja Kumaro Padang Thapeti. Sư sĩ con xin hết ạ. Yeah. Xin mời Phật tử Trần Hồng Mai ạ. Dạ thưa sư con đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Upala Pramane Akinhang Nimanteti Raja Kumaro Gehang Akcha Vasati Tumha Kang Raja Puto Butho Phawati Raja Kumaro Padang Thapeti. Dạ xin hát ạ. Yeah. Xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Pupala Pramane Afinhang Nimantenti Raja Kumaro Gehang Acha Vasati Tumhakang Raja Butto Butto Fawati Raja Kumaro Padang Thapeti. Con xin hiểu ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papayati Pupala Pramane Afinhang Mimanteti Raja Kumaro Gehang Acha Vasati Tuhakang Raja Puto Butho Fawati Raja Kumaro Padang Thapeti. Dạ bà sư con hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Upala Brahmane Apithang Nimatenti Raja Kumaro Gehang Ajahavasta Sati Tumhakang Raja Puto Puto Bhagwati Raja Kumaro Padang Thapeti. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Sa Nguyên. Dạ
Dạ, sorry. Xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Kupala Ramane Avinhang Nimang Tenti Raja Kumaro Gehang Acha Wasati Acha Wasati Tumhakang Raja Buddho Buddho Phawati Raja Kumaro Badang Thapeti. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Kupala Ramane Avinhang Nimang Tenti Raja Kumaro Gehang Acha Wasati Tumhakang Raja Buddho Buddho Phawati Raja Kumaro Padang Thapiti. Dạ xin hết. Rồi. Xin mời Phật tử Trần Thị Thanh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Upala Brahmane Abhiham Nidmatanti Raja Kumaro Geham Achabasati Tumhakam Raja Puto Puto Bhavanti Raja Kumaro Padam Thapeti. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Kupala Pramane Ai Avinhang Niman Peti Niman Penti Raja Kumaro Gehang Ajawasati Tumhakang Raja Puto 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 Bhagwati Raja Kumaro Padang Thapeti. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Kupala Pramane Apinhang Nimanteti Raja Kumaro Gehang Ajawasati Tumhakang Raja Puto Puto Papati Raja Kumaro Pedang Thapeti. Dạ con xin hết. Rồi. Xin mời Phật tử Karuna Hải. Xin đưa sư con đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Bubala Brahmane Akinhang Nimantenti Raja Kumaro Gehang Acha Wasati Tumhakang Raja Puto Puto Pawati Raja Kumaro Padang Thapeti. Con hết ạ. Xin mời Phật tử mang cái lá nên đi. Dạ thưa sư con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Bunbala Ramane Ahimang Ahihang Nimateti Raja Kumaro Gehang Achahavasati Tumhankang Raja Buto Buddha Buddho Havati Raja Kumaro Padam Thapeti. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Dạ bạch sư con đọc. Siddhartha Raja Kumaro Papachati Kupala Pramane Avinhang Nimantenti
Rajakumaro Gehang Acha Wasati Tumhakang Rajaputo Putho Phagawati Rajakumaro Padang Thapeti. Con xin hết. Còn Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi, nếu mà hết rồi thì nghe đọc lại. Kỳ tới thì mình sẽ bắt đầu đọc đoạn văn ha. Cho nên về nhà xem đoạn văn trước, xem đoạn văn bài số 5, xem đoạn văn bài số 5 để kỳ tới mình tập đọc thử và có đọc đoạn văn được hay chưa ha. Từ hôm trước nay mình chưa đọc một đoạn văn nào, lý do là lớp mình chưa đọc được. Giờ tới bài số 5 này thì lớp đọc khá khá, mình thử đọc đoạn văn số 5 thử coi mình đọc được hay không ha. Giờ nghe đọc qua cái rồi mời lớp nghỉ. Siddhartha Rajakumaro Pappajati Kupalo Brahmane Apunahang Dimantenti Rajakumaro Gehang Echawasati Tumhakang Rajaputo Putho Phavati Rajakumaro Padang Thapeti. Rồi bây giờ mời lớp nghỉ ha. Rồi xin mời cô Phước Duyên lên cầm mic để mình kết thúc chương trình buổi học tối hôm nay. Dạ. Sơ thí bạn Tây. Rồi sơ thí. Dạ, bài học đến đây đã xong ạ. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian để giảng dạy, là cơ hội cho chúng con được học ngôn ngữ Pali. Và chúng con cũng kính tri ân sư cả đã tạo điều kiện cho chúng con được học trên room này. Đồng thời cũng kính tri ân quý Phật tử hải ngoại đã hỗ trợ duy trì room. Xin kính chúc quý sư được an vui và đạt được nhiều thành tựu như ý nguyện. Kính chúc quý Phật tử gần xa đạt được nhiều thành tựu như ý nguyện. Và bây giờ kính mời cô Ngọc Trân thay mặt lớp hồi hướng phước đến chư thiên. Xin mời Ngọc Trân. Nam mô Phú Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa sư và quý học viên, con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng chư thiên. Akasatha Chaphomatha Devanaga Mahithika Bunyang No Anumodang Tuchirang Rakhan Tusasanang Akasatha Chaphomatha Devanaga Mahithika Bunyang No Anumodang Tuchirang Rakhan Tunogaru Akasatha Chaphomatha Devanaga Mahithika Bunyang no anumodang tuchirang rakhan tu nyatayo Akasatha chaphumatha devanaga mahithika Bunyang no anumodang tuchirang rakhan tu panino Akasatha chaphumatha devanaga mahithika Bunyang no anumodang tuchirang rakhan tu no sada Idang watano bunyang asawa khaja wahang hon tuana gate kale. Sa thú, dạ con nào. Sa thú. Buổi học đến đây là kết thúc và xin mời lớp nghỉ và hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm vào lúc 7:30 tối. Xin cảm ơn. Con kính tri ân sư ngủ ngon hôm nay. Rồi, xin chào mọi người. Con kính tri ân sư. Cái liên lành hay liên thành gì mới vào room, mới vào lớp học chat hỏi là mới vào room chưa đọc được đó. Làm như thế nào, cố gắng vào nghe đi, vào nghe tập đọc từ từ ha. Tại lớp này cũng ưu tiên cho phần đọc nhiều, nếu để đọc không thì không khó lắm đâu. Vào nghe rồi người đọc về tập đọc thêm. Dạ cô kính chào sư cô. Vô nghe tập đọc đi, tại lớp này sư cho đọc nhiều đó, cô cứ vào nghe là tập đọc, mọi người đọc đi chứ không thể là học lại từ đầu được. Chứ vô nghe tập đọc đi, mọi người đọc nhiều lắm, tại lớp này sư cho đọc nhiều lắm. Vô nghe tập đọc đi sẽ đọc được. Thưa sư, con nói là Wanda Mipante được không? Dạ. Dạ, cảm ơn sư.